Để kiếm một ngày bình yên ở Paris quả thật là khó khăn. Thời gian gần đây, thủ đô nước Pháp đang đau đầu đối phó với những cơn bạo loạn đã nổ ra suốt vài tuần qua sau sự việc cảnh sát nước này bắn chết một thiếu niên 17 tuổi tại khu dân cư Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris hôm 27 tháng 6. Nhưng không ngờ rằng, ngay cả tại sân Parc des Princes, đại bản doanh của PSG, đội bóng giàu nhất Ligue 1, nơi có thể xem là biểu tượng cho sự xa hoa, cũng đang loạn lạc không kém. Mới cách đây vài ngày, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã có đòn răn mặt sau khi Mbappe tuyên bố sẽ ở lại PSG đến hết mùa này nhưng không gia hạn để có thể ra đi mùa sau theo dạng tự do. Lúc này PSG đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu chấp nhận bán Mbappe ngày hè này, họ sẽ không thể thu về số tiền lớn như cách đây 2 năm do anh chỉ còn hợp đồng 1 năm. Còn nhớ, năm 2021, Real Madrid từng ra giá 200 triệu euro cho nhà đương kim Á quân World Cup. Song PSG đã từ chối. Ngược lại, nếu để Mbappe thi đấu nốt mùa 2023-24 mà không ký hợp đồng mới, PSG sẽ mất trắng anh vào hè sang năm. Trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm này, bất cứ một động thái nào cũng có thể trở thành một vụ ném bom về phía bên còn lại. Nhưng sau khi bài phỏng vấn giữa Mbappe và France Football được tiết lộ hôm qua, nó còn hơn cả ném bom thông thường, mà phải là bom nguyên tử. Ở video này, chúng tôi xin được trích dẫn lại toàn bộ phần trả lời phỏng vấn của Mbappe với tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp. Phóng viên: anh có thể nhận xét về những gì mình đã làm trong mùa giải 2022-2023 vừa qua không? Mbappe: có rất nhiều điều trong mùa giải 2022-2023 khiến tôi tự hào. Đầu tiên, chúng tôi tiếp tục vô địch Ligue 1. Không quan trọng ở đấu trường nào, mọi cuộc đua đều vô cùng khó khăn và là thứ chúng tôi chiến đấu. Và đương nhiên, tôi vui vì tiếp tục đạt được tiêu chuẩn cá nhân, một mùa giải khoảng 50 bàn thắng. Erling Haaland cũng đã làm được. Tôi biết mình có thể phá kỷ lục của Jules Fontaine với 53 bàn. Tôi thì có 52 bàn và đương nhiên phải được lưu danh trong sử sách. Tôi đã có những khoảnh khắc xuất thần, điều đó làm tôi vui, dù biết mình vẫn có thể làm tốt hơn. Chung quy lại, đây vẫn là mùa giải rất khác với World Cup xen vào giữa. Chúng tôi đã đi rất xa, tiêu tốn rất nhiều năng lượng và dù không vô địch, mọi thứ vẫn rất tích cực. Điều duy nhất hối tiếc về anh hiện tại là gì? Đó là World Cup. Thật khó để miêu tả cảm xúc khi bạn ở rất gần vinh quang, các bạn chỉ thua trên loạt luân lưu. Nhưng đó mới là điều đáng bàn. Nếu phải thua, bạn sẽ thua. Tôi luôn cho là như vậy. Đó là cách tôi nhìn cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vô địch một kỳ World Cup khác. Tập thể này có khát khao và ước mơ. Thua chung kết World Cup luôn là một ký ức đáng buồn, nhưng chúng tôi phải sống với nó, rút ra bài học. Tôi không còn đau nữa, nó là một phần của lịch sử. Anh muốn mình trở thành đầu tàu của mọi cuộc đấu tranh. Tôi muốn chống lại mọi sự áp bức, mọi bạo lực, cố gắng lãnh đạo mọi cuộc chiến mà tôi đòi hỏi sự công bằng. Tôi muốn bảo vệ Vinicius, nạn nhân của phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha, hay cậu bé 17 tuổi mới đây ở Nantes. Có rất nhiều điều ảnh hưởng tới giáo dục và giá trị của tôi. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã luôn nói điều này và giờ sẽ nhắc lại. Tôi sẽ chiến đấu cho những gì mình coi là đúng và không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Đừng đánh giá quá cao lời nói của tôi, nhưng cũng đừng hạ thấp nó. Bạn cần phải lên tiếng thật khôn ngoan khi cần thiết. Anh vẫn đặt mục tiêu giành quả bóng vàng năm nay chứ? Nếu quả bóng vàng vẫn theo thể thức cũ thì tôi sẽ nói không. Nhưng với thể thức mới, nơi màn trình diễn cá nhân được ưu tiên, tôi sẽ tham gia. Chúng ta đòi hỏi những lá thăm bầu cho cầu thủ gây ấn tượng nhất, tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất, người của những khoảnh khắc quyết định. Tôi có 2-3 khoảnh khắc đó trong mùa này. Tôi đương nhiên là một ứng viên, đó là sự thật. Hãy cùng chờ xem. Mọi người có đang xem thường màn trình diễn của tôi? Có thể, nhưng tôi không trách họ. Ở Pháp, họ chứng kiến hành trình trưởng thành của tôi. Tại PSG hay đội tuyển quốc gia, họ chứng kiến tôi ghi rất nhiều bàn thắng liên tục những năm qua. Điều này dần trở nên bình thường trong mắt mọi người. Tôi còn trẻ, tôi từng là một người quan sát không lâu trước khi trở thành một diễn viên chính. Và tự tôi từng bình thường hóa những gì Messi và Ronaldo thể hiện. Chúng ta đang ở trong một xã hội tiêu dùng, nơi người ta nói làm tốt đấy, nhưng làm lại đi. Và sự thật là tôi sống ngay gần họ, ở Paris. Tôi nghĩ việc chơi bóng cho PSG không giúp ích nhiều, bởi đội bóng này quá mạnh và giải đấu quá phân tầng. Ý anh là sắp tới sẽ rời PSG? Tôi nghĩ thi đấu cho PSG không giúp được gì quá nhiều, bởi đội bóng này rất chia rẽ, luôn có những tin đồn gây sốc. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tôi, vì tôi biết mình đang làm gì. Tôi tin mình đã trải qua mùa giải cuối cùng tại Ligue 1. Lý do rất đơn giản, tôi là một người luôn cạnh tranh cho những danh hiệu. Không quan trọng thi đấu ở vị trí nào hay cho đội bóng nào, tôi chỉ muốn giành chiến thắng, vô địch Champions League và không bao giờ hài lòng. PSG cần gì để có thể vô địch Champions League cơ? Tôi không biết, đó không phải là câu hỏi dành cho tôi. Các cầu thủ đã làm những gì có thể, bạn hãy hỏi những người xây dựng đội bóng này mà xem. Anh nghĩ bản thân mình có giới hạn nào không? Tôi tự thúc đẩy giới hạn bản thân. Mọi người không thực sự thích nghe điều đó khi tôi nói, nhưng sự nghiệp là chuyện cá nhân, nó là của bạn, là di sản của bạn, cần có một chút ích kỷ. Cơ bản thì tôi không bao giờ thỏa mãn, tôi không bao giờ ấn tượng với những gì mình từng làm được. Mọi thứ tôi làm, tôi đều nhủ mình có thể làm lại và tốt hơn.
Tôi có khát khao phải thắng, phải vô địch. Tôi không muốn ở trong một tập thể chỉ tham gia cho vui. Đó không phải là bản năng của tôi, và tôi không ngại phải nói ra, dù đôi khi mọi thứ không diễn ra theo ý mình. Tôi cũng không sợ thất bại. Đó là một phần của bóng đá. Tôi có niềm tin sâu thẳm rằng mình sinh ra để giành chiến thắng và sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Với những chia sẻ này, Mbappé dường như tuyên bố sẽ không cam kết tương lai với PSG. Đội bóng thành Paris cũng đã quyết định bán anh ngay trong mùa này để không bị mất trắng vào năm tới. IMC Sport cập nhật, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi tỏ ra rất sốc với những chia sẻ của Mbappé, bởi điều đó chứng tỏ sự thiếu tôn trọng của chân sút 24 tuổi với các đồng đội của mình, bao gồm những thành viên mới hay tân huấn luyện viên Luis Enrique, người đứng đầu câu lạc bộ thủ đô Paris được cho là tuyên bố. Nếu đó là những gì cậu ta nghĩ, vậy tại sao cậu ta không đi luôn đi? Phía PSG rất rõ ràng về phương án giữ hay để Kylian Mbappé ra đi. Vì vậy họ cảm thấy thực sự khó hiểu với phát ngôn chỉ trích câu lạc bộ của cầu thủ này. Trước đó, Al-Khelaifi liên tục khẳng định trên Le Parisien: "Chúng tôi sẽ không để cậu ta ra đi tự do vào mùa hè 2024. Quan điểm của PSG rất rõ ràng, nếu Kylian muốn ở lại, câu lạc bộ cũng muốn điều đó. Cậu ta cần gia hạn hợp đồng. Chúng tôi không muốn mất trắng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều đó là không thể. Kylian cần đưa ra quyết định trong tối đa là 2 tuần tới, sẽ không có thêm thời gian nữa. Nếu Kylian không muốn gia hạn, cửa ra đi luôn rộng mở, không một ai được phép lớn hơn câu lạc bộ, ngay cả bản thân tôi, điều đó rất rõ ràng." Với những ai thích hít drama, có lẽ họ nên chuyển sang hâm mộ PSG ngay từ bây giờ. Vì những chuyện công kích, tố cáo lẫn nhau tại đội bóng này có lẽ sẽ còn tiếp diễn từ giờ cho đến hết kỳ chuyển nhượng.